Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay Chủ nhật mùng 10 tháng 9. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt trên 1,7 tỷ đô la Mỹ. Tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án quan trọng của huyện Tiền Hải được triển khai thuận lợi và hoàn thành đúng tiến độ. Sân chơi văn hóa làng tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng thu hút đông đảo người dân đến tham dự cổ vũ cho hai đội chơi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành hải quan. Cùng với ngành hải quan cả nước, Chi cục Hải quan Thái Bình đã luôn phát huy truyền thống, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, cùng với tỉnh Thái Bình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cùng với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, Chi cục Hải quan Thái Bình không ngừng đổi mới phương thức quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thực hiện tốt quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp. Hiện nay với hệ thống thông quan tự động, Chi cục Hải quan Thái Bình mỗi ngày giải quyết hàng trăm hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, cung cấp hơn 200 dịch vụ công trực tuyến, từ đó tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp được thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa, nộp thuế, phí, lệ phí, thủ tục với phương tiện vận tải đường biển bằng phương thức điện tử được nhanh chóng. Ngoài ra, Chi cục Hải quan Thái Bình tăng cường phối hợp với các lực lượng để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra nội bộ, công tác xác định giá, phân loại áp mã, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Mỗi năm, Chi cục Hải quan Thái Bình thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng và cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Bình ước đạt trên 1,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kinh tế tư nhân đạt 177 triệu đô la Mỹ, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 97 triệu đô la Mỹ, giảm 6,9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,1 lần, sản phẩm mây che cói và thảm, thủy sản, sắt thép, gốm. Ngược lại, một số sản phẩm giảm như hàng dệt may, sản phẩm gỗ, sơ sợi dệt các loại. Theo thị trường xuất khẩu hàng hóa 8 tháng, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh, đạt 809 triệu đô la Mỹ, tiếp đến là châu Mỹ đạt 494 triệu đô la Mỹ, châu Âu đạt 163 triệu đô la Mỹ. Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư có nghề thêu truyền thống với tuổi đời hàng trăm năm, đến nay địa phương vẫn nỗ lực duy trì và phát triển nghề, mỗi năm giá trị từ làng nghề đem về cho địa phương 400 tỷ đồng. Hiện xã Minh Lãng có gần 30 doanh nghiệp cơ sở sản xuất và tổ hợp thêu với hơn 1.000 lao động. Nếu như trước đây các mặt hàng thêu và kỹ thuật thêu còn đơn giản, thì nay nguyên liệu đã đa dạng hơn, kỹ thuật cũng tinh xảo nên được khách hàng trong và ngoài nước như Nhật, Pháp, Ý ưa chuộng đặt hàng. Người thêu góp phần tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân địa phương. Doanh thu của các doanh nghiệp cơ sở đạt từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập của thợ thêu bình quân từ 4,5 đến 9 triệu đồng trên một tháng. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương, nghề thêu ở Minh Lãng trở thành thương hiệu nổi tiếng của tỉnh. Ngành may mặc đang gặp nhiều khó khăn do tác động từ thị trường thế giới. Các đơn hàng sụt giảm, hoạt động xuất nhập khẩu trì trệ khiến không ít doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao, có doanh nghiệp đã phải cho nhiều lao động nghỉ việc. Song bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đã nỗ lực điều tiết sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Có thể nói chưa bao giờ ngành may mặc gặp khó khăn như giai đoạn hiện nay, thậm chí khó khăn hơn cả những giai đoạn mà đại dịch Covid đang còn ảnh hưởng. Và đây, ngành may cũng là ngành mà tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Do đó thì sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc giữ việc làm và thu nhập cho người lao động là rất đáng ghi nhận. Chị Hương cùng chồng hiện đang nuôi 3 con ăn học. Chồng chị làm tự do, thu nhập bấp bênh nên đồng lương đều đặn của chị là nguồn thu nhập chính đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Dù không còn được tăng ca như trước, song chị Hương vẫn hài lòng với mức thu nhập 8 đến 9 triệu đồng một tháng hiện nay, bởi chị hiểu rõ ngành may đang gặp rất nhiều khó khăn về các đơn hàng. Thì mặc dù đang trong tình trạng kinh tế hiện nay dao động về công ăn việc làm, nhưng mà công ty vẫn tạo điều kiện cho anh chị em công nhân là công việc rất là tốt, đầy đủ, vẫn làm từ thứ hai đến thứ bảy và vẫn làm đủ 8 tiếng. Tuy không tăng ca nhưng mà đời sống chị em công nhân đồng lương cũng đủ chi tiêu sinh hoạt. Trong cái bối cảnh mà nền kinh tế thị trường đang khó khăn như này,
thì cố gắng tìm những đơn hàng mới và khách hàng mới để tạo điều kiện công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 140 doanh nghiệp may mặc có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu, còn lại là những doanh nghiệp vệ tinh hoặc cơ sở sản xuất nhỏ và siêu nhỏ. Đứng trước những khó khăn từ thị trường thế giới, một số doanh nghiệp đã phải tái cơ cấu sản xuất, tiết giảm chi phí, đồng thời tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng để đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động. Ban lãnh đạo thì triển khai mạnh mẽ về những cái vấn đề tiếp cận những cái nguồn hàng mới, đa dạng hóa và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nhà máy bằng cách là đầu tư vào phát triển về con người, máy móc để tiếp cận được những cái nguồn hàng cao cấp và khó hơn. Theo dự báo, thị trường may mặc sẽ còn gặp khó khăn trong các tháng còn lại của năm 2023 với mức tăng trưởng doanh số dự báo tương đối chậm. Đây là thử thách lớn đối với các doanh nghiệp. Việc giữ vững lực lượng lao động lành nghề trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ sở để tái phục hồi sản xuất trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn nút thắt, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, coi đó là động lực tiền đề để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Tiền Hải đặt ra trong năm nay. Hơn 100 hộ dân tự nguyện hiến trên 3.000 m2 đất ở và đất nông nghiệp để mở rộng đường trục xã. Thuận lợi về mặt bằng nên chỉ trong vòng 10 tháng, hơn 2 km đường trục của xã Nam Chính đã được thi công xong. Thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác từ xã tới thôn đi vận động tuyên truyền các hộ liên quan đến đất giải phóng mặt bằng. Thì từ cái chỗ đó là bà con nhân dân thấy các cái dự án là có lợi ích và phù hợp với các cái chương trình phát triển kinh tế của địa phương nên bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ để tự nguyện tháo dỡ các công trình và hiến đất để làm các công trình dự án của tỉnh cũng như của huyện. Hiện huyện Tiền Hải đang thực hiện 43 phương án giải phóng mặt bằng của 21 dự án liên quan đến 19 xã thị trấn. Gần 1.000 hộ dân có đất bị thu hồi với diện tích gần 100 hectare. Kinh phí đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 120 tỷ đồng. Một khối lượng công việc rất lớn, nhưng công tác giải phóng mặt bằng các dự án vẫn đảm bảo đúng tiến độ, được các nhà đầu tư đánh giá cao. Trận nhà đầu tư chúng tôi cũng đang phối kết hợp với các phòng ban của Ủy ban nhân huyện, cũng như Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban nhân dân xã để hoàn thiện các thủ tục cũng như hồ sơ điều tra số liệu, chi trả cho 285 hộ tương đương với 13,92 ha trong đợt tới. Công tác giải phóng mặt bằng luôn được xem là lĩnh vực khó, nhạy cảm. Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, huyện Tiền Hải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án mà đó người dân trực tiếp được hưởng lợi. Họp với các hộ dân để tuyên truyền phổ biến pháp luật về việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để trên tinh thần là mọi cái phải công khai, dân chủ và minh bạch. Đấy để cho người dân nắm rõ được chế độ chính sách, cũng như người dân nắm rõ được cái dự án này mang lại lợi ích không phải cho mỗi gia đình mình mà cho cả xã hội. Với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao của cấp ủy chính quyền và nhân dân, huyện Tiền Hải đang nỗ lực cao nhất để giải phóng mặt bằng, tạo ra quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đặc biệt quan tâm giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm. Coi đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện bứt phá trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó yếu tố hết sức quan trọng là Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng chứa đựng những nội dung rất quan trọng, mang giá trị định hướng sâu sắc, có tác động sâu rộng và sức lan tỏa to lớn, để lại nhiều bài học quý báu đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. Do đó, trong những năm qua, xây dựng chỉnh đốn Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục. Theo ý kiến người dân, việc này chính là đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
ngay từ cái ngày đầu thành lập nước ấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến công tác xây dựng đảng. Một là phải tiến hành làm trong sạch cái đội ngũ như thế cán bộ trong đảng. Cái thứ hai nữa là tích cực như thế là phòng chống cái tham ô lãng phí. Thì cái giai đoạn đấy thì bây giờ được như thế là nâng lên thành cái vấn đề là chống tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định công tác xây dựng đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Thực trạng đó đòi hỏi đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng phát triển đất nước. Trong suốt hơn 93 năm qua, kể từ khi có đảng, ở mỗi giai đoạn của cách mạng thì sự lãnh đạo của đảng luôn luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tình hiện nay, khi mà đất nước ta đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với thế giới thì càng cần phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt. Và trong cái việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đấy thì trước hết là phải tăng cường cái chất lượng và sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng kết hợp với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội thì cái việc đảng lãnh đạo phải thực sự là vững mạnh, mỗi đảng viên phải là thật sự là người gương mẫu, đi đầu, tiền phong gương mẫu, đi trước, làm nói trước, làm trước cho những quần chúng nhân dân noi theo, làm theo. Thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng là nhân tố then chốt để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, là cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Thực tế thời gian qua, Đảng ta đã và đang ngày càng khẳng định quyết tâm, quyết liệt, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong mỗi giai đoạn. Chuyển sang những tin tức khác, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, các địa phương trong huyện Quỳnh Phụ tham gia tích cực, ngày càng có thêm nhiều tuyến đường được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Toàn huyện có 23 xã đăng ký lắp hệ thống đèn điện theo chương trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài được phê duyệt trên 200 km. Để động viên khuyến khích các xã trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, Quỳnh Phụ ban hành cơ chế hỗ trợ các xã thực hiện với mức hỗ trợ 10 triệu đồng 1 km. Việc hỗ trợ tập trung vào đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời hoặc bằng điện lưới từ nguồn ngân sách huyện. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt được 120 km, trong đó điện năng lượng mặt trời trên 24 km, dẫn đầu các huyện về số xã đăng ký và tiến độ thực hiện. Thời điểm này, các hộ chăn nuôi lợn đang tái đàn từng bước tăng năng lực cung ứng thịt cho tiêu dùng cuối năm. Việc tái đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh giá thịt lợn vẫn bấp bênh, biến động nên để tái đàn, tăng đàn, đạt năng suất hiệu quả, cần những bước đi thận trọng phù hợp. Nhằm phục vụ thị trường dịp cuối năm, các trang trại hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chủ động tăng đàn để chuẩn bị nguồn cung từ sớm. Tổng đàn lợn trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt trên 710.000 con, tăng 3% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 8 tháng qua ước đạt 103.000 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh và lợn nhập lậu qua biên giới. Để đảm bảo việc tái đàn nhưng mang lại hiệu quả cao, người chăn nuôi cần cập nhật liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh, thị trường, cũng như những quy tắc quan trọng trong chăn nuôi như nhập con giống rõ nguồn gốc, không nên tăng đàn ồ ạt. Chương trình tiếp tục với những thông tin giá cả thị trường. Thời điểm này, các hộ trồng cà gai leo ở xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà phấn khởi vì được mùa được giá. Bình quân mỗi sào cà gai leo cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, giá cà gai leo khô dao động ở mức 35 đến 45.000 đồng 1 kg. So với những năm trước, giá bán hiện nay tương đối ổn định, sản phẩm được các công ty dược thu mua nên người nông dân yên tâm sản xuất. Với ưu điểm thời gian sinh trưởng từ 7 đến 8 tháng, dễ chăm bón, chi phí đầu tư thấp, mỗi năm thu hoạch từ 2 đến 3 lứa và kéo dài đến 5 năm mới đào gốc già để trồng lại.
Cây cà gai leo đang được nhiều hộ dân ở xã Thống Nhất đưa vào trồng thay thế cho các loại dược liệu khác. Đến nay, toàn xã có khoảng 100 hộ trồng cà gai leo với tổng diện tích khoảng 15 hectare. Giá thép xây dựng trong nước vừa được điều chỉnh giảm lần thứ 19 liên tiếp. Tùy thương hiệu mà tần suất điều chỉnh giá khác nhau, hiện giá thép đã về mức thấp nhất trong 3 năm qua, dao động quanh mức từ 13 đến 14 triệu đồng một tấn. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thép trong nước còn phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục giảm giá thép xuất khẩu. Giá lúa gạo trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở ngưỡng 633 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm là 618 đô la Mỹ một tấn. Song giá gạo 5% và 25% tấm của Việt Nam vẫn cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan. Giá bán trong nước cao hơn giá xuất khẩu rất nhiều. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp không dám ký thêm hợp đồng xuất khẩu gạo mới, đồng thời tạm dừng thu mua lúa để nghe ngóng thị trường và tránh thua lỗ. Chuyển sang tin tức văn hóa xã hội, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều mô hình công trình phần việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh và cả cộng đồng. Các cấp bộ đoàn thực hiện hiệu quả cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, duy trì nhiều đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Phát huy hiệu quả của 92 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 6 đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông, phối hợp với các ngành đơn vị liên quan thiết lập kênh thông tin phản ánh, xử lý các điểm ùn tắc. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình còn tổ chức hơn 600 hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông với đa dạng hóa hình thức như sân khấu hóa, các hội thảo chuyên đề, thu hút hơn 4.100 lượt cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi tham dự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít tổ chức sân chơi văn hóa làng số 4 năm 2023 tại Miếu thờ Tiến sĩ Nguyễn Thành, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng. Sân chơi đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài xã đến tham dự cũng như cổ vũ cho hai đội chơi. Sân chơi văn hóa làng số 4 là cuộc so tài giữa đội làng An Vĩnh và làng An Lạc đến từ xã Mê Linh, huyện Đông Hưng. Thành viên của hai đội đều thể hiện những nét văn hóa đặc sắc nhất của đất và người nơi đây qua các tiết mục văn nghệ, hát chèo, điệu tình thư hạ vị, điệu đào liễu một cành. Đặc biệt là tiết mục hát múa hát về mảnh đất Mê Linh do chính người con quê hương xã Mê Linh sáng tác dành tặng cho địa phương, cũng như chương trình văn hóa làng 2023 đã nhận được sự yêu mến của đông đảo bà con nhân dân. Quê hương mình là quê hương đất chèo, thế thì có những làn điệu dân ca là mình cũng muốn ghi chép lại, chắt lọc những từ ngữ thật là giản dị thôi, dễ hiểu, dễ nhớ để cho mọi người xa gần, đặc biệt lớp trẻ các bạn ấy có một cái tâm thế để tiếp cận những cái nền văn hóa này nó không bị mai một. Ban ngày thì chị em chúng tôi đi làm, mà tối về chúng tôi là sẽ cùng nhau tập luyện để có được những tiết mục hay nhất và những lời ca tiếng hát hay nhất để gửi tới tất cả quý vị khán giả. Ra đời từ năm 2007, sân chơi văn hóa làng đã trở thành game show mang thương hiệu TBTV bởi các trò chơi dân gian độc đáo. Sân chơi ngày hôm nay không chỉ mang lại nhiều tiếng cười từ các trò chơi dân gian được khôi phục như đi cầu kiều, thi pháo đất, mà còn giới thiệu tài năng của người nông dân khi tạo nên các sản phẩm nổi tiếng của làng nghề qua phần thi làm cạm bẫy chuột. Đặc biệt phần thi kiến thức nhà nông đã đem đến cho bà con nhân dân những kiến thức quý báu về nông nghiệp. Đây là một sân chơi rất bổ ích. Mong rằng sân chơi này được lưu diễn ở trên nhiều vùng quê của tỉnh quốc và các xã. Cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đã tổ chức cái sân chơi văn hóa làng rất là tuyệt vời, mà hôm nay về với địa phương xã Mê Linh chúng tôi được bà con nhân dân đón nhận và rất là hào hứng đón chờ, và ngày hôm nay đã thành sự thật. Tôi tin rằng đây là một cái động lực để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Sân chơi văn hóa làng thực sự là ngày hội với bà con xã Mê Linh bởi đã góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Thông qua sân chơi, hiện lên đầy đủ hình ảnh của đất và người nơi đây khi đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo, VTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.